Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, ngày 6 tháng 7 năm 2024, thứ Bảy, tuần 13 thường niên, Thánh Maria Goretti, Trinh Nữ, Tử Đạo. Chích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Chẳng ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả. Giữ được cả hai. Hình ảnh rượu mới và bầu da cũ giúp chúng ta nhận ra rằng nếu chúng ta ước mong nhận sự mới mẻ của Chúa và sự đổi mới từ tin mừng, trước hết chúng ta cần trở nên những tạo vật mới. Một đời sống cũ chất chứa tội lỗi sẽ không thể đón nhận được những ân sủng mới. Chính vì thế, để đón nhận tràn đầy những sứ điệp của Đức Giêsu, chúng ta phải để bản thân tái sinh một lần nữa, được uốn nắn trong tay Ngài. Thánh Trinh Nữ Maria Goretti mà giáo hội mừng nhớ hôm nay đã giữ được cả hai. Thứ nhất, Ngài đã mạnh mẽ khước từ cám dỗ tội lỗi của một người bạn để giữ trọn lời thề bảo toàn bông huệ khiết trinh dâng lên Chúa. Sự khước từ đó đã khiến Ngài phải đau đớn về thể xác. Thứ hai, Ngài sẵn lòng tha thứ và cầu nguyện cho người đã xâm hại Ngài để anh ta được ơn biến đổi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tôi gương Thánh Trinh Nữ Maria Goretti, giữ gìn tâm hồn mình trong sạch để xứng đáng được nhìn ngắm Chúa. Amen.